Hà Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên Knews 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: huấn luyện viên vũ đạo Lisa khiến người xem mãn nhãn với sân khấu solo tại Thanh Xuân có bạn ba. Sơ đồ chỗ ngồi xe buýt Mỹ Nam K-pop đang gây bão với K-net, vị trí nào là lý tưởng nhất đối với bạn? Karina của aespa khiến cư dân mạng choáng váng vì tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến khó tin trong loạt ảnh mới nhất. Điểm chung ít ai ngờ đến giữa Sixteen và Idol School khiến K-net tin rằng cả hai chương trình này đều có sự dàn xếp kết quả từ đầu. Và sau đây là nội dung chi tiết. Huấn luyện viên vũ đạo Lisa khiến người xem mãn nhãn với sân khấu solo tại Thanh Xuân có bạn ba. Tối ngày 17 tháng 2, tập khởi động đầu tiên của show Sống Còn Thanh Xuân có bạn ba chính thức lên sóng. Khán giả lại có dịp tái ngộ Lisa qua vai trò huấn luyện viên vũ đạo. Giống mùa thứ hai của chương trình, Lạp Lão Sư đã có sân khấu ra mắt nhằm khoe sở trường, qua đó khiến người xem choáng ngợp trước những bước nhảy điêu luyện. Tại Thanh Xuân có bạn ba, Main Dancer của Blackpink trình diễn trên nền nhạc Lover của Thái Tử Khôn và Intention của Justin Bieber, qua đó mang đến hai hình tượng đối lập. Cô mở màn ca khúc Lover bằng màn nhảy đôi tình tứ cùng với vũ công nam, bộ váy trắng bó sát giúp nữ idol khoe trọn hình thể gợi cảm và những động tác uyển chuyển quyến rũ. Tới ca khúc Intention, Lisa lại lột xác thành hip hop girl năng động, tinh nghịch, khoe eo thon quyến rũ với áo crop top ngắn cũn. Lạp Lão Sư kết hợp ăn ý cùng dàn vũ công nam thể hiện những bước nhảy mạnh mẽ mang đậm phong cách đường phố. Nhìn Lisa, khó ai có thể tin rằng vài phút trước cô nàng vừa đem đến sân khấu cực kỳ sexy. Điều này cho thấy rằng em út Blackpink có khả năng biến hóa vô cùng đa dạng, cân chọn mọi thể loại vũ đạo. Với kỹ năng vũ đạo điêu luyện, tiết mục của Lisa tại Thanh Xuân có bạn ba nhanh chóng gây bão. Sau màn trình diễn này, hashtag mentor là Lisa is back lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 trên top trending toàn cầu Twitter. Từ khóa dance mentor là Lisa xếp thứ 6. Lisa được khen ngợi hết lời, qua đó fan càng thêm mong chờ cảnh cô huấn luyện thí sinh ở những tập tiếp theo. Sơ đồ chỗ ngồi chuyến xe buýt Mỹ Nam K-pop đang gây bão với K-net, vị trí nào là lý tưởng nhất đối với bạn? Gần đây trên diễn đàn mạng Hàn Quốc đã có bài viết vô cùng thú vị lọt vào top các chủ đề hot. Dù chỉ là một câu hỏi vui, nhưng nó lại khiến K-net phải đắn đo suy nghĩ, thậm chí tìm cách để lách luật để có thể lợi cho bản thân nhất. Lý do là bởi đây là một tình huống tưởng tượng liên quan đến các mỹ nam của K-pop. Và nếu được là nhân vật chính thì hẳn là một điều vô cùng may mắn. Nhưng liệu bạn có thể giữ được bình tĩnh để đưa ra lựa chọn lý tưởng nhất hay không? Theo đó, một K-net đã đề nghị mọi người hãy thử tưởng tượng họ đang đi một chuyến đi của trường và phải di chuyển bằng xe buýt hoặc xe du lịch. Trên chuyến xe này có các mỹ nam của K-pop bao gồm Suga và V của BTS, Mark và Jaehyun của NCT, Dio, Baekhyun và Sehun của EXO, Hyunjin của Stray Kids, Yeonjun của TXT, Seung Kwan và SCAP của Seventeen, v.v. Như vậy, trên chuyến xe này, ngoài ghế của tài xế, của hai giáo viên đi theo và của 13 mỹ nam nói trên, thì còn 10 chỗ trống. Câu hỏi được đặt ra là dựa theo sơ đồ chỗ ngồi bên dưới này, bạn sẽ lựa chọn đâu là vị trí lý tưởng nhất? Trước khi đến với những bình luận rất thú vị của K-net, thì hãy cân nhắc đưa ra sự lựa chọn chỗ đại diện của mình trước. Về phần K-net, nhiều người cho biết rằng tuy chỉ là một câu hỏi tưởng tượng cho vui nhưng lại khiến họ phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Lý do là bởi 13 nam idol K-pop này đều vừa điển trai lại vừa có tính cách cực kỳ thú vị. Nếu ngồi cạnh người này thì lại phải bỏ lỡ người khác. Vì vậy không ít người còn đưa ra phương pháp lách luật hài hước, trong khi số khác lại khá kiên định vì đã tìm được bias của mình trong sơ đồ. Karina của aespa khiến cư dân mạng choáng váng vì tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến khó tin trong loạt ảnh mới nhất. Ngay từ khi được công bố là thành viên của aespa, Karina đã gây chú ý với tỷ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh. Ngay lập tức, điều này đã giúp nữ idol thành một chủ đề hot. Trái lại, cũng có những ý kiến mỉa mai cho rằng Karina chưa đủ tầm được xem là có tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Thậm chí có không ít ý kiến tiêu cực cho rằng Karina đang được tâng bốc quá đà. Tuy nhiên, loạt ảnh mới đây nhất được đăng tải về center của aespa sẽ khiến tất cả mọi người phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Vào ngày hôm qua, 17 tháng 12, trang Instagram chính thức của aespa đã cập nhật một số hình ảnh của thành viên Karina. Đi kèm với những bức ảnh này là caption ngắn gọn bằng hashtag aespa Karina. Trong những bức ảnh này, nữ idol khoe vóc dáng hoàn mỹ của mình trong quá trình luyện tập yoga.
Trong khi thực hiện những tư thế yoga dù là trên dây hay dưới sàn nhà, Karina cũng đều khéo léo khoe được đường cong quyến rũ cũng như dáng người thon gọn, tỷ lệ tay và chân đều đẹp như nhân vật từ trong game bước ra. Những bức ảnh này nhanh chóng thành chủ đề hot trên khắp diễn đàn mạng Hàn Quốc. Karina thành tâm điểm nhận được cơn mưa lời khen ngợi nhờ vào tỷ lệ cơ thể siêu thực của mình. Không ít K-net còn cảm thán rằng đây là những bức ảnh tập luyện yoga đẹp nhất mà họ từng xem. Điểm chung ít ai ngờ đến giữa Sixteen và Idol School khiến K-net tin rằng cả hai chương trình này đều có sự sắp xếp kết quả ngay từ đầu. Với việc series Produce 101 cũng như là Idol School đều gặp rắc rối lớn trong thời gian vừa qua, thì nghi án gian lận phiếu bầu, những nhóm nhạc bước ra từ chương trình này cũng chịu sự soi mói nặng nề hơn từ công chúng Hàn Quốc. Đặc biệt là sau khi cựu thí sinh Lee Hae-in lên tiếng về cuộc sống địa ngục và những bất công mà các cô gái phải chịu đựng trong quá trình ghi hình, Idol School lại càng bị chỉ trích dữ dội hơn vì sự tàn nhẫn của ekip sản xuất. Và cũng từ đó, một loạt dấu hiệu bất thường trong cuộc thi này được cư dân mạng tìm thấy, như là minh chứng cho việc show sống còn này đã thao túng kết quả. Trong một bài viết được đăng tải trên một diễn đàn trực tuyến phổ biến tại Hàn Quốc, cư dân mạng nước này đã chỉ ra một điểm giống nhau bất thường giữa hai cuộc thi từng được phát sóng trên Mnet, Idol School và Sixteen. Idol School là một chương trình thực tế sống còn, tạo ra nhóm nhạc nữ Promise 9, trong khi Sixteen là một cuộc thi được tổ chức trong nội bộ JYP nhằm xác định đội hình ra mắt của Twice. Nhiều người nhận ra rằng trong phần ghi hình tập thể với sự xuất hiện của 41 thí sinh, Idol School đã sắp xếp đội hình với 8 trên 9 thành viên được ra mắt trong Promise 9 đứng gần nhau và cùng xuất hiện trong một khung hình. Trước đó, trang tin Đông A Ibo cũng từng chia sẻ một thông tin gây sốc mà họ ghi nhận được từ cuộc phỏng vấn độc quyền với một cựu thí sinh Idol School. Thí sinh này cho biết trong số 9 gương mặt được ra mắt cùng với Promise 9, có đến 8 người đã ký hợp đồng độc quyền với CJ ENM từ trước khi vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra. Và phát hiện mới nhất từ buổi ghi hình tập thể của Idol School càng khiến nhiều người tin rằng chuyện chương trình dàn xếp kết quả là có thật. Trong khi đó, ở buổi họp báo ra mắt Sixteen, cả 9 thành viên hiện tại của Twice đều đứng sát nhau ngay trong trung tâm đội hình, bao gồm 16 thí sinh khi đó. Thực tế này đã được nhiều người chỉ ra từ lâu, nhưng giờ đây nó được nhắc lại để so sánh với những gì đã xảy ra tại Idol School. Phát hiện mới này khiến nhiều cư dân mạng hoang mang đặt câu hỏi rằng phải chăng cả Idol School lẫn Sixteen đều có sự dàn xếp kết quả ngay từ đầu. Đặc biệt là sau những bê bối của series Produce 101 và Idol School bị phanh phui gần đây, tính công bằng trong các cuộc thi mà Mnet từng tổ chức đã thành chủ đề khiến dư luận không khỏi hoài nghi. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dù được Mnet thực hiện, nhưng ngay từ đầu bản chất cũng như format của Idol School và Sixteen hoàn toàn không giống nhau. Khác với Idol School, Sixteen chưa bao giờ được giới thiệu là một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thông qua phiếu bầu của khán giả. Chính vì thế, nhiều người cho rằng sẽ không công bằng nếu đánh đồng hai chương trình này với nhau và gọi Sixteen là một cuộc thi có sự dàn xếp kết quả từ trước. Hiện tại, cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến cáo buộc thao túng phiếu bầu tại các mùa Produce 101 và Idol School vẫn đang diễn ra. Cảnh sát cho biết họ sẽ sớm triệu tập ekip sản xuất của chương trình này để thẩm vấn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24h. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất cùng với Knews 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!